Hello anh em, chào anh em đã trở lại với Shiro Minh, Shiro Đặt Kinh Mây. Thì rất vui vì hôm nay chúng ta được gặp nhau với những clip. Hôm nay thì là một ngày đặc biệt, cho nên thì đặc biệt thế nào thì anh em cũng đã biết rồi. Nói chung thì Tết cũng đã cận kề rồi, cho nên là hôm nay thì mình sẽ có clip đặc biệt nha. Hiện tại thì mình có mặt tại web hay đặt miễn phí trong online. Và nick mình đang vào thì cũng là cái nick mà mình đã nạp vào 6 triệu để mình đua top tân thủ. Thì anh em cũng đã biết qua những clip rồi. Hôm nay thì mình sẽ vào, mình không đua top rồi đâu. Hôm nay mình có một cái đặc biệt hơn để mình làm. Thì trước tiên là sau cho anh em biết luôn về nick mình là mình đã đua top tới đâu rồi nha. Nói chung thì từ đã. Trước tiên thì phải chúc anh em một ngày vui vẻ đã. Và còn xem clip mình thì phải like video, subscribe đăng ký kênh hộ cho mình. Rồi. Và một cái vấn đề nữa đó là mình thì mình chưa cứ gọi là đua top đâu nha anh em, mình chỉ mới cày cuốc một chút thôi. Thì lực chiến bây giờ đã lên được 2.78 rồi. Anh em thấy nhanh không? Cực kỳ nhanh. VIP 12 có 140. Tên nhân vật là Baka Meo Meo gì đây. Rồi ok. Cái tên thì không quan trọng anh em cứ kệ đi. Rồi. Lực chiến còn về đồng đội thì mình đã lên Haki thế này. Đây là Haki như 19 cấp 6 cho anh em. Và đồ rèn thì mình cũng rèn lên full bộ 125 rồi. Ít bơ thì mình sẽ rèn thêm. Với cái bộ này thì mình sẽ lên 155 được đấy anh em. Haki như 19 là cấp 6. Vòng xoay ma thuật. Tiếc là không có làm clip được cho anh em về những cái giai trình, giai đoạn mà làm như thế này ha. Rất là tiếc. Đây là trái lôi điệu mình đã chăm sóc và gọi là chăm sóc 40 nè. Cái này thì chúng chăm sóc 40 hết rồi. Hệ số thì cũng là lên ít các kiểu hay là điệu này. Cố gắng bữa sẽ lên y trừ nha anh em. Rồi, đồng đội của mình thì mình cũng có một số thanh niên ngáo đá. Rồi trẻ trâu của băng vũ rơm. Đấy. Mình có râu trắng này, râu trắng này mang đồ tàn tàn cũng được 4x cộng. Quá ngon. Túi đồ thì cũng không còn gì nhiều. Một số cái kỹ hợi may mắn rồi các kiểu này. Biểu tượng Star Wars dùng để nâng cấp đồng đội. Đây là một số cái hộp giác quỷ rồi thôi. Cũng không có gì nhiều. Ok. Mấy cái này thì mình mở ra hết mất tiêu rồi. Tiếc là không làm clip được cho anh em mở mấy cái hộp này cho anh em xem cho nó đã mắt. Đấy, kim cương cổ đại đồ này. Ít bữa nếu được mình làm clip mã vàng cho anh em coi. Mã vàng từ sao mã vàng từ sao đỏ này lên sao xanh lá cây luôn. Đây, đó là về cái con nít đu top của mình. Này top thì cũng không cao lắm đâu. Này đẳng cấp là top 5 thôi. Đấu trường thì cũng là top 14. Rồi, bây giờ thì mình làm về nội dung chính của clip này. Hôm nay mình sẽ thảo luận cùng anh em về hai con tướng huyền thoại mà hiện tại thì web này đã ra. Đó là con Zero và con Senji. Gọi là kiểu Sura đó nha anh em. Đây, Zero Sura thì bên Jinmi và nó sẽ giống chúng ta thì chỉ là Zero Sura bình thường thôi. Nhưng mà bên web này thì nó sẽ trở thành Zero sát khí. Còn Senji thì cũng bên kia nó cũng là Senji Sura bình thường thôi. Nhưng mà bên đây thì sẽ thành Senji quỷ cước. Nghe tên khá là hấp dẫn. Cấp yêu cầu là 25 cấp Haki. Ủa cái này là Sura mà anh em. Éo nào là gì Haki. Quá lạ cho một cục tình. Đây. Điều kiện là cần một cái thẻ tiến cấp 16 cái biểu tượng Chawat. Và lệnh chi nã Yoro 100 cái lệnh chi nã. Anh em thấy thì sau khi Yoro lên Yoro sát khí thì biến thành ông già anh em. Có vẻ hơi già cả rồi, ốm yếu, bệnh tật rồi. Nhưng mà vẫn còn chém rất kinh. Đấy, chém ra quỷ khí Atula luôn. Đẹp không anh em? Đầu tiên nhìn hình ảnh này già chắc chắn phải đẹp rồi. Cái con tướng này kèm với Senji thì trước mình có làm bên web lậu rồi. Nhưng mà web chính thì mình chưa có làm. Đây là biểu tượng của anh Zoro. Đặc kỹ tam kiếm pháp hả? Cái chữ kia nó bị che mất rồi, mình chả đọc được nữa. Chắc là đặc kỹ tam kiếm phái. Đúng rồi, theo mình biết là tam kiếm phái đấy anh em. Cái biểu tượng này thì sinh mệnh sẽ cộng được 10k. Sinh mệnh cộng 10% nữa. Và nhanh nhẹn là cộng 1 điểm. Nhanh nhẹn 1%. Phong kích 10k, phong kích 10%. Nổ ban đầu cộng 5. Tăng 5% nhanh nhẹn cho bản thân. Hiệu quả sẽ được kích hoạt ngay khi chịu sát thương hoặc hành động lần đầu tiên. 5% nhanh nhẹn hả? Nhanh nhẹn nghĩa là liên quan đến tuyệt chiêu và tuyệt chiêu phòng đúng không? Đây đúng rồi. Vậy là nói chung thì cái thiên phú này chủ yếu tập trung là cày cho Yoro này. Còn về cái ảo mật 3 cấp này thì mình sẽ nói sau. Tại vì bây giờ hiện tại mình chưa có coi được. Rồi bây giờ mình sẽ nói về kỹ năng nha.
Kỹ năng đầu tiên, kỹ năng thường. Cái gì đây? Đại long gì đây? Đại long dáng gì đó anh em. Hết trận rồi đúng không? Chắc là hết rồi. Kỹ năng thường là đại long dáng. Có nghĩa là rồng hả? Rồng dáng thế đó hả? Sát khí ngập tràn khiến đối thủ run sợ choáng váng, gây sát thương hàng dọc, khiến đối phương gì? Ủa, đối phương mà sao ghi khiến đối choáng là sao? Thiếu, đây là thiếu rồi. Khiến đối thủ anh em bị choáng một lượt, đồng thời giảm 100 nổ khí. Tính ra thằng Yoro này là giống như ông Ken rồi. Vừa đánh được hàng dọc mà vừa choáng được người ta. Ok, anh em đợi xíu nha. Mình sẽ đưa cái này lên đây, không đưa được rồi. Nhìn nó chém choáng váng mặt mày quá. Đây, mình sẽ đọc lại nha anh em. Gây sát thương cho hàng dọc và khiến mục tiêu bị choáng một lượt. Có nghĩa là nguyên hàng dọc nó bị choáng luôn ấy. Đồng thời là giảm 100 nổ khí nữa. Trời ơi trời. Người ta đâu có nổ rồi giảm chấm nổ. Thêm một lần sát thương tuyệt chiêu, bỏ qua tuyệt chiêu phòng là thêm một lần sát thương nữa. Và một lần sát thương cực cao nữa. Tính ra là 3 lần sát thương. Quá kinh. Cực cao lên mục tiêu, có nổ khí cao nhất đem địch. Vậy là cái lần sát thương cuối là lần sát thương mục tiêu ngẫu nhiên, mục tiêu mà có nhiều nổ nhất đúng không? Đúng rồi, mục tiêu có nhiều nổ nhất đem địch. Ghê. Thì đi này sát thương khá là nhiều ấy. Khiến mục tiêu bị hỗn loạn nữa. Trời. Vừa khống chế choáng hàng dọc mà vừa hỗn loạn được cái thanh niên nhiều nổ nữa. Quá kinh. Và hồi bản thân là 50 nổ và 15% sinh mạng tối đa, bảo vệ toàn bộ đồng đội hai lượt. Bảo vệ giảm tất cả 20% sát thương gặp phải, không tăng độ mục tiêu. Rồi ok, khá là kinh đó anh em. Mình sẽ tóm tắt lại ngắn gọn cho anh em dễ hiểu là kỹ năng của Yoro đánh hàng dọc và choáng cái hàng dọc đó. Sau đó là đánh thêm một lần sát thương tuyệt chiêu, bỏ qua tuyệt chiêu phòng, đó là hai lần sát thương. Cái lần sát thương đó là sát thương vẫn là hàng dọc nha anh em. Và cái lần sát thương thứ ba là mục tiêu ngẫu nhiên có nổ khí cao nhất tem địch và khiến cho mục tiêu đó bị hỗn loạn. Ngoài ra thì còn hồi 50 nổ cho bản thân và 15% sinh mệnh cho bản thân nữa, và bảo vệ toàn tem là được thêm khiên giáp. Quá kinh. Cái này là vừa phòng thủ, vừa có CC khống chế mà vừa tấn công được người ta nhiều nữa. Trời ơi, toàn diện luôn, đúng là quá toàn diện. Rồi, còn chiêu nọ là Tam Thiên Thế Giới. Tam Thiên Thế Giới tên nghe có vẻ bá đạo đấy. Dùng Haki vũ trang bao phủ tam kiếm, tỏa sát khí ngút trời, chém nát cả núi. Chém gió rồi đó, đúng là chém gió mà. Cầm kiếm là chém gió ghê thiệt. Chém nát cả núi đá khiến đối thủ kinh hãi, gây sát thương cho toàn bộ địch, khiến mục tiêu trầm mặt hai lượt, đồng thời nhục chí hai lượt, mỗi lượt giảm 35 nọ, thêm một lần sát thương tuyệt chiêu, bỏ qua tuyệt chiêu phòng. Từ để mình đọc lại dần dần để mình hiểu đó. Có nghĩa là sẽ đánh được toàn bộ địch nha anh em. Cái chiêu nọ đánh được toàn bộ luôn, rút gươm ra rồi chém toàn bộ mục tiêu nè, và khiến mục tiêu bị trầm mặt một lượt. Có nghĩa là toàn bộ team bên đó sẽ bị trầm mặt, không thể dùng kỹ năng nọ được. Và nhục chí hai lượt. Nhục chí hai lượt thì cái biểu tượng hình con sâu như mình nói đó, con sâu đo đó anh em, màu tím tím, và mỗi lượt sẽ bị giảm 35 nọ. Cái càng đó là cả trạng thái nhục chí. Và thêm một lần sát thương nữa. Lần sát thương này thì là tuyệt chiêu, bỏ qua tuyệt chiêu phòng rồi. Thêm một lần sát thương tuyệt chiêu, bỏ qua tuyệt chiêu phòng, rồi thêm một lần sát thương tuyệt chiêu nữa, khiến mục tiêu bị phá giáp. Phá giáp thì sẽ làm giảm 10% tam phòng vĩnh viễn, cộng dồn 3 lần. Rồi bản thân 75 nọ, tăng bảo kích toàn bộ đồng đội, đồng thời thêm một lần tấn công mục tiêu nổ khí cao nhất tem địch, khiến mục tiêu hỗn loạn. Trời ơi, cái chiêu thường là sát thương tới 3 lần, còn chiêu nổ sát thương tới 4 lần anh em à. Để mình đếm lại có đủ 4 lần không nha. Đây, đầu tiên là đánh toàn bộ mục tiêu là một lần này, một lần sát thương bỏ qua tuyệt chiêu phòng là 2 lần này, thêm một lần sát thương tuyệt chiêu khiến mục tiêu bị phá giáp là 3 lần này, và cuối cùng là đánh một mục tiêu có nổ khí cao nhất và hỗn loạn nữa. Quá nhiều lần sát thương. Cái này thì ai mà chịu cho nổi anh em à. Quá kinh. Ghê đấy. Được. Nói chung là được. Đúng là Yoro sát khí. Sau khi anh lên sát khí xong thì anh quá mạnh. Còn về hệ số thì vật công sẽ lên 2S cộng nha anh em. Vật phòng cũng là 2S cộng. Hệ số này khá là đẹp. Nói chung thì chúng ta vật công và vật phòng là 2S cộng. Tuyệt chiêu và tuyệt chiêu phòng là 3S trừ. Và ma công ma phòng cũng là 2S cộng. Tuy nhiên đây là hệ số mặc định thôi. Nếu mà mang vào đích trong này của mình thì mình nghĩ sẽ lên được tới XXX và Y trừ luôn thì cũng có đấy. Đừng đùa với Simbet.
mình có thể ví dụ, lấy ví dụ cũng được, mà hiện tại team mình chưa có xương ra rồi cho nên là chưa có ví dụ được, cứ từ từ để mình sẽ ví dụ. Đây là, đây là Luffy hả? Đây là Luffy nữa này, Luffy quá nhiều Luffy luôn, Luffy này cũng già rồi này. Sabo, Sabo thì 15 cấp thôi. Minh Gao, trong mấy anh tướng này thì không gì đặc biệt hết, cũng như Jinmei này số 8 chúng ta thôi. Rao C thì mình cũng có rồi này. Đấy. Đấy, đó là Yoro, gọi là Yoro sát khí. Mình định một clip làm hai người luôn, làm Sunny Senji luôn, nhưng mà chắc là không kịp rồi. Clip cũng hơi dài nên clip này thôi mình tập trung về một con đi, để anh em có thể hiểu rõ hơn về con Yoro sát khí này. Clip sau mình sẽ nói về Senji sau. Rồi. Nói chung thì đầu tiên thì mình sẽ nhận xét, bây giờ thì mình sẽ nhận xét về con Yoro sát khí này. Đầu tiên về hình ảnh thì mình thấy đẹp, tất nhiên là phải đẹp rồi. Con tướng này thì lúc trước bên web 258 với Rake với lại GG River thì mình có làm cho anh em coi một lần rồi, thì mình sẽ có thể ra YouTube để mình tìm lại cho anh em coi, anh em có thể xem trong thời gian chờ đợi mình test, tại vì giờ mình chưa có test, mình chỉ nói về bộ skill thôi. Các bạn ra YouTube nhấn VHT Jinmei nè, rồi Yoro về già đi. Test Yoro Atula Falesan. Đây nè, đúng rồi, chính xác. Hợp lý. Rồi ok, tất nhiên anh em xem clip thì nhớ like, subscribe đăng ký kênh cho mình. Và có quảng cáo thì anh em cũng kích cho mình nha. Quảng cáo có bên phải video này anh em. Đấy, và quảng cáo này. Trong thì không phải clip nào cũng có đâu, cho nên anh em thấy thì cũng kích cho mình nha. Rồi ok, mình sẽ tua đến đoạn đánh nhau nha. Đây là Yoro về già đây. Ui sao chết quê rồi. Mấy clip này mấy clip cũ lắm rồi nên quảng cáo nó vẫn còn, quảng cáo hình ảnh. Còn clip bây giờ thì khó để kiếm quảng cáo nữa. Đây, anh Yoro về già của chúng ta đây. Khá là ngầu đời. Chắc chắn là mình thấy bộ skill là không được như bây giờ đó. Nó chỉ đánh một cái thôi anh em thấy không? Và tăng bảo kích cho bản thân thôi. Còn về chiêu thường của Yoro bên chúng ta chuẩn bị Sura lên thì có nói là mát con mẹ nó kinh luôn. Sát thương gì mà 3-4 lần luôn. Rồi, trận đầu tiên mình bị chém sắp mặt rồi. Mình cần phải đến trận thứ hai thôi. Đó đủ quảng cáo. Quảng cáo bỏ qua 5 giây. Cái này thì 5 giây các bạn có thể bỏ qua. Cái này nó chạy xong 5 giây là nó hết luôn. Đù, ghê. Mình chờ chiêu nổi chắc hơi cực đó nha. À, trận này mình nghĩ là mình xem được này. Tại vì nhân vật chính bên kia khá là trâu. Cái web này lâu lắm rồi, web lậu Trung Quốc. Chiêu thường cũng tỏa lên kim cương, pha lên xanh đó. Chiêu nổ đâu, cho anh xem chiêu nổ coi. Lâu quá nổi nha. Đấy có nổ nè anh em. Rồi chúng ta cùng quan sát chiêu nổ nha. Ít bữa mình sẽ test thằng Yoro này bên web này, coi thử nó có khác biệt vô. Bảo đi. Đẹp vãi lờ anh em à. Nó cùng xem lại pha highlight của Yoro nhá. Mình sẽ quay tốc độ chậm, mình sẽ chỉnh tốc độ chậm cho anh em coi cho nó phê. Tốc độ 0.25 được không ta? Đúng rồi, phải như vậy chứ. Rút kiếm ngậm kia, ngậm kiếm này. Ôi. Hình như nó có mấy đầu luôn anh em à. Mình thấy nó mọc thêm đầu thì phải. Anh em thấy mọc thêm 3 đầu 6 tay không? Đúng là câu nói 3 đầu 6 tay là có thật. Ghê vậy là. Kiếm này. Ở đây có 3 cái kiếm. Mà ở đây thêm 3 cái kiếm nữa là 6 cái kiếm. Đúng như câu nói 3 đầu 6 tay thì chứ. Y chang luôn. Rồi được rồi. Ghê rồi, vậy là ghê rồi. Rồi quay lại web thì hình ảnh thì các bạn thấy y chang không? Giống nhau y chang thôi. Còn về bộ skill thì mình không biết có giống hay không. Nói về hình ảnh skill thì mình nghĩ chắc cũng giống, nhưng mà về cách để đánh nhau á thì sẽ khác, tại vì bây giờ đây là phiên bản Việt hóa rồi. Chiêu thường đánh tới 3 lần, chiêu nổ đánh tới 4 lần lận, đánh rất nhiều anh em, đánh khi nào đối phương chết thì thôi. Yoro này thuộc kiểu gọi là Yoro đánh hoài anh em. Đánh rất nhiều. Ê, ok. Yoro sát khí. Rồi mình đã coi như là mình đã cho anh em xem sơ qua xong về bộ skill rồi các kiểu của Yoro sát khí nha.
Còn ít bữa thì mình sẽ nói về Senji quỷ cước sau. Senji quỷ cước này cũng khá là kinh đấy, khá là ghê. Rồi, tóm tắt lại một lần cuối thì biểu tượng Sura có tên là đặc kỹ Tam kiếm phái, kỹ năng thường là sát thương 3 lần và kỹ năng nội sát thương 4 lần, và đa số thì đều có CC này và có phòng thủ cho team. Ngoài ra thì có thêm tấn công rất nhiều. Về kỹ năng thường thì đầu tiên chúng ta sẽ đánh được hàng dọc, đánh được hàng dọc và chắc chắn là sẽ choán nha, tại vì trong đấy nó không có ghi là choán một mục tiêu đầu tiên, nó ghi là choán luôn, cho nên là theo như cái dòng chữ này ghi thì chúng ta sẽ đánh được hàng dọc, sau đó choán mục tiêu hàng dọc, sau đó thì sát thương thêm một lần tuyệt chiêu, bỏ qua tuyệt chiêu phòng, và tiếp theo nữa là đánh một mục tiêu ngẫu nhiên có nổ khí cao nhất team và sẽ khiến thanh niên đó bị hỗn loạn đây. Và ngoài ra thì sẽ được hồi máu cho bản thân nữa, 50 nọ và hồi cho đồng đội giáp. Còn về chiêu nọ thì chúng ta sẽ đánh được toàn bộ địch, thêm một lần sát thương bỏ qua tuyệt chiêu phòng, thêm một lần sát thương nữa thì sẽ khiến cho mục tiêu bị phá giáp, hồi 75 nọ và sát thương thêm một lần mục tiêu có nổ khí cao nhất và hỗn loạn. Ngoài ra thì trong cái lần sát thương đầu tiên, lần sát thương mà toàn bộ thì sẽ khiến cho mục tiêu bị chầm mặt một lượt và bị nhục chí 3 lượt. Cái nhục chí đó thì mỗi lần sẽ rớt 35 nọ. Rồi, xong. Cảm ơn anh em rất nhiều đã theo dõi clip mình. Nhớ like, subscribe, đăng ký kênh ủng hộ cho mình. Rồi, những clip sau mình sẽ nói về những con tướng khác hay hơn. Ví dụ như Senji, không phải gọi là hay hơn mà những con tướng mình chưa làm, chứ không phải gọi là hay hơn. Rồi, thế thôi nha. Đợt này thì mình vẫn đang cố gắng đua top thôi.